trăm tỷ. Mấy chị chắc cũng biết em đúng không? Em là Danh Lệ Trinh Nguyễn thì em tham gia với cái cơ hội này là 9 năm. Em á, thì làm trong nghề làm đẹp á, là khoảng 13 năm. Và cái đam mê của em á, là đầu tiên nó không có phải là cái đam mê mà đầu tiên là cái da của em bị nám rất là nhiều. Và khi em bước vào cái kinh doanh này đó thì cái việc em cần phải làm đó là em cần phải cải thiện cái làn da của mình. Cho nên bởi vì vậy đó mà em tập trung vào chăm sóc cái da của mình. Thì trong cái quá trình chăm sóc cái da của mình thì em cũng đồng thời em cũng đi học hỏi, học về những cái loại facial, học về chăm sóc da, học về lấy mụn, học về, em chào mấy chị, học về những cái cách mà nuôi dưỡng da, làm sao để điều trị những cái loại da khô. Tại vì da em ngoài cái vấn đề bị nám rất là nhiều đó thì cái vấn đề rất là nặng, nó rất là khô và rất là sên sà đẹp, xài cái gì cũng ngứa cũng rát hết trơn đó. Và bắt đầu từ đó thì em học hỏi và tìm hiểu. Thì hôm nay đó em sẽ đêm nay là đêm bắt đầu, thì hôm qua mình đã hôm bữa thứ sáu mình đã học lý thuyết rồi, thì đêm nay mình sẽ bắt đầu thực hành. Thì em sẽ chia sẻ với mấy anh chị, mấy chị tập trung vào cái máy Lumi Spa. Thì trong cái quá trình mà em chia sẻ cùng với mấy anh chị đó thì mình sẽ tập trung đầu tiên là năm cái loại facial, mình cộng thêm cái paper mask nữa. Để những anh chị nào mà làm trong kinh doanh đó thì mấy anh chị biết được cái căn bản của những cái loại facial mình áp dụng trong tiệm nail hoặc mình đi ra ngoài làm demo là cái gì. Sau khi mình biết được cái căn bản rồi đó thì lúc đó mấy chị mới bắt đầu tập trung vào, ví dụ như làm sao để điều trị da khô, da nhạy cảm, đặc biệt là mùa đông sắp tới. Khi mà mùa đông bước vào đó thì hầu như da chúng ta đều khô hơn, và ta gặp cái trường hợp da khô là 60-70% là bị da khô và ngứa rát sên sà đẹp luôn. Cho nên em sẽ giúp cho mấy anh chị hiểu sâu về cái đó để giải quyết vấn đề. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là giúp cho mấy anh chị, nếu mà anh chị nào mà bị mụn hoặc là bị nám hoặc là bị rỗ, bất cứ vấn đề gì trên da thì em sẽ giúp cho mấy anh chị giải quyết những cái vấn đề da của mình ha. Và cái chương trình của mình á thì một tuần á là mình sẽ học 2, 4, 6 là mình sẽ làm mặt chăm sóc da, còn 3, 5, 7 chủ nhật á thì mấy chị sẽ tự chăm sóc da theo những gì mình đã học. Thì em để cho mấy chị, để mấy chị có thể tập trung nhìn trong gương là một cách từ từ thôi, pay attention vào những cái mình đang làm nha. Xong rồi ngày thứ năm với ngày thứ ba với ngày thứ năm đó thì em sẽ hướng dẫn cho những anh chị nào muốn làm kinh doanh, thì mình sẽ tập trung vào cái việc mà mình bắt đầu làm kinh doanh thì mình sẽ bắt đầu như thế nào. Và tối ngày mai đó lúc cũng giờ này luôn, tối ngày mai 8 giờ giờ của Texas á, thì em sẽ có cái buổi huấn luyện đó ở nhà của em, và đồng thời em cũng sẽ mở Zoom nếu mà anh chị nào muốn học. Nhưng mà lúc 9 giờ giờ Eastern Time á thì sẽ có một cái Zoom chia sẻ cơ hội do New Blue Diamond anh Đức Vũ chia sẻ. Và cái đó đó anh chị có thể mời người mới, đặc biệt là những anh chị nào mới đi tham dự sự kiện về, mới đi tìm hiểu cơ hội về đó, thì anh chị có thể mời khách mời của mình vào để họ có thể tìm hiểu cơ hội kinh doanh này ha. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu. Em chào mấy chị xinh đẹp, chào chị Trinh Lê. Đầu tiên á, là em cũng sẽ remove makeup bằng cái creamy cleansing lotion và cái facial scrub ha. Cái thùng này em đặt facial ở ngoài để em xách nó vô, ok. Thì em sẽ lấy nè, cream và facial scrub là cái loại hạt cát này, mấy chị có mấy chị lấy ra đi, em hy vọng là tất cả các chị đều có cái loại này ha. Ok, xong rồi em sẽ lấy là em chụm ba cái ngón tay của mình lại và em sẽ lấy cái facial creamy cleansing lotion. Lấy nhiều nhá. Rồi lúc đó em mới, nếu mà chị nào mà có cái loại mà remove makeup của công ty cái loại này nè thì mấy chị cũng có thể dùng ha. Còn nếu không thì mình sẽ dùng cái loại này cho nó dễ, để nó dễ step rồi nó dễ làm cho mấy chị khi làm trong tiệm nail nó dễ. Rồi, khi mình bỏ cái này đó thì mình tản đều lên và mình sẽ tập trung vào những cái chỗ nào mà da dày, da khô á ha. Rồi những cái con mắt đó thì mình dùng một ngón tay mình đi thiệt là nhẹ nhàng ha. Nếu mà ai không có cái facial scrub với lại creamy cleansing lotion thì chờ em chút xíu nha. Hello Trân. Rồi, thường thường á, cái vùng này nè mấy chị là cái vùng mà mình có nhiều những cái da chết á, thì mình sẽ tập trung vào những cái vùng này nha. Mình dùng cái ngón tay đeo nhẫn của mình á, mình đi thôi. Đó, dạ đúng rồi đó chị, đúng rồi. Mình dùng cái ngón tay đeo nhẫn của mình đi. Rồi. Kiểu sao nó làm gì con em đâu có thấy nó đâu chị. Ủa chị đưa cho em hết em nói gì vậy?
Em thấy anh đâu thấy cái sugar cái gì đó đâu, facial scrub á chị. Nhiều khi nó đổi mẫu màu xanh đó. Hello, hello chị. Rồi, mình tập trung cho khóe miệng này ha. Hai bên này nè mấy chị. Đây này chị chơi chị Kiều. Cái chai mà có cái nắp màu xanh tròn tròn nhà, đúng rồi. Chị lấy một đồng 25 cent chai đó với lại cái facial scrub với chị Kiều. Tập trung vào cái chỗ này nè nha. Tập trung vào những cái chỗ mà da mình. Hello, Quỳnh Anh. Cái này là chỉ có nó là lotion thôi chứ đâu phải cái đâu có một chai scrub nữa chị, đúng rồi, nhưng mà phải lấy thêm cái chai facial scrub nữa. Facial scrub là nó trong cái tuýp, dạng cái tuýp á. Không có thì chị lấy cái creamy cleansing lotion chị rửa sơ, chị remove bớt cái makeup cũng được. Rồi mình sẽ tập trung, cái mà mình sẽ tập trung là hai bên cái sóng mũi này này. Đó, cái tiếp màu xanh nhóm chị Châu mẫu mới đó. Hello chị Kim Hương Châu. Còn một chai nữa. Rồi. Okay, Rồi mình sẽ vô cái khóe miệng giùm em ha, tập trung vô những cái khóe miệng. Đó, mình đi nhẹ nhàng thôi, rồi mình sẽ tập trung những cái vùng bắt đồ thì mình cũng nhẹ nhàng mình đi. Một tuần đó thì mình có thể tẩy da chết của mình nhẹ nhàng như vậy trong vòng 2, một hoặc là 2 lần ha. Rồi bây giờ em sẽ dùng cái cô tông hoặc là anh chị có thể đi rửa nước. Em dùng cái cô tông em lau xong sơ đó, rồi em sẽ đi rửa nước ha. Rồi, à, mấy chị rửa mặt giùm em ha. Khi em rửa xong đó thì em không có lau cái mặt của em khô mà em sẽ giữ cái mặt ướt như vậy để em bỏ cái hello chị Loan Quân. Em sẽ bỏ cái Lumi gel lên em rửa. Cho nên là em sẽ để yên như vậy ha. Rồi em lấy ra cỡ chừng nửa lắm tay cái lưu mình treo. Cái lưu mình treo của cái máy facial spa đó mấy chị. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái hello chị Loan Quân, chị khỏe không? Bây giờ mình bắt đầu đi ha. Ready chưa? Giơ máy lên giùm em ha. Dạ, đúng rồi. Mình bắt đầu nha. Em sẽ bắt đầu đi ở cái vùng xung quanh hai bên cái cằm này trước nha. Tại vì cái chỗ này đó mấy chị là nó sẽ có rất là nhiều da chết rồi dầu mỡ tùm lum hết á, cho nên mình sẽ tập trung ở đây trước nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên nè mấy chị, tập trung ngay chỗ mà cái xương hàm nó thấy rõ không ạ? À? Ngay chỗ cái xương hàm đẩy lên xuống dưới cái trái tay từ từ thôi. Dạ, có thể đẩy mạnh tay một chút cũng được ha, nếu mà mình có cái nặng cầm ở đó. Rồi bây giờ mình đi vô Lumi gel chị, Lumi spa gel đó, cái chai màu xám xám nè, ngay cái cằm của mình nè, đẩy qua bên này luôn chị ơi, chị chin đi đó, đẩy từ giữa cằm nè, chị đẩy qua trái tay. Luôn, đúng rồi, đẩy qua bên trái tay, đẩy đâu, đẩy từ đây, đẩy một bên giùm em trước nghe chị xin đi, rồi chị đẩy ngay khóe miệng, chị cũng đẩy lên trái tay. Được, đúng rồi. Chị xin đi, nếu mà chị đi bên kia thì chị tập cầm tay bên kia đi. À, ok. Đó, chị đẩy lên trái tay ha. Hai anh á. Rồi bây giờ ngay cái khóe miệng ngay sống mũi này, chị mới đưa cái máy dọc lại thấy không ạ? À? Cho nó đi sát, đúng rồi, những cái chỗ này là mụn cám, mụn đầu đen rồi nó lên hai bên sống mũi nhiều đó.
mình kẹp nó vô rồi mình đi cong theo cái gò má mình ra trái tay nè, được không ạ? Đó, đi cong theo cái gò má ra ngay cái chỗ mình đeo bông tai thôi mấy chị, mình đừng có đi lên trên thái dương nha. Rồi bây giờ mình mới lên thái dương này, mình mới đặt nhẹ nhàng cho nó đi vô ngay chỗ này, mình đặt nhẹ nhàng nè, đừng có xoay chị Kiều. Chị Kiều đi thẳng đẩy thôi, đừng có xoay nó, đặt nhẹ nhàng nha chị, đặt thiệt là nhẹ này, rồi gấp dọc nó theo cái sóng mũi, thấy không ạ? Bấm lại giùm em ha, mình gấp dọc nó theo cái sóng mũi này, rồi mình đẩy lên, rồi ngay cái chân chim, ngay cái chân chim của mình nè, chị thấy được không? Thấy em rõ không? Thấy rõ phải không ạ? Mình đẩy lên ha, rồi cái ạt trên mày nè, đó thì cái chân mày của mình nó sẽ không có bị sập ha. Bây giờ đó mình mới đưa lên cái ngay cái gò má, mình mới đưa thiệt là nhẹ ra ngoài này, mấy chị thấy không? Mình đưa thiệt là nhẹ, chị nuôi chị đó, đúng rồi, chị tập cầm tay lên đó đó, ok, mình đưa thiệt là nhẹ ha. Bây giờ mấy chị nhìn hai cái bên mặt của em nó chệch nhau chưa, hay nó khác chưa, nhìn mặt của chị coi nó khác nhau không? Một bên này nó nâng lên nhiều hơn nè, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi nửa mặt bên kia nhá. Mình cũng on cái máy lên ha, mình cũng bắt đầu xung quanh cái cằm nè. Rồi bắt đầu mình đi theo cái hàm nè. Khi mà mình đi quen rồi đó thì mấy thao tác này mình rửa trong vòng 2 phút thôi là xong. Đó, theo cái hàm mình đi lên, trái tay mình đi lên ha. Rồi ngay cái cằm cũng vậy, mấy chị lướt qua bên này cái cằm mấy chị đi qua, thì khi mấy chị tập trung vô cái hàm như vậy mấy chị đi đó, thì nó sẽ tạo cái V-line rất là nhiều. Mình không có tưởng tượng được là cái gương mặt của mình nó lại có thể V-line đến như vậy đó. Nhiều người vài tháng không gặp mấy chị tưởng đâu mấy chị đi thẩm mỹ viện về luôn á. Chị Trân đi nhẹ nhàng nha chị Trân. Rồi kẹp vô sóng mũi giùm em ha. Rồi đi cong theo cái gò má này, đẩy ra ha. Đó, đi cong theo cái gò má đẩy ra. Ok. Rồi giờ mới lên thái dương, nhẹ nhàng vô vùng mắt. Đẩy lên. Nhẹ nhàng vô vùng mắt đẩy lên ha. Thiệt là nhẹ nha mấy chị. Rồi ngay chỗ thái dương nè, đẩy lên ha, chỗ này mình mạnh tay xí cũng được nè. Bấm lại anh xí. Chị hình như cái máy nó chạy chậm lắm không chị? Hả? Như cái máy nó chạy chậm lắm không? Hay là do cái máy được? Nó đâu có chạy, nó chỉ xoay xoay vậy thôi chứ nó chạy là sao chị? Nó chỉ xoay vô xoay ra thôi chứ nó đâu có chạy gì đâu. Đó đúng rồi, chị cứ nhẹ nhàng, mặt chị khô quá chị lấy cái chai xịt khoáng gì xịt lên giùm em đi chị Kiều. Ừ, hello chị Nancy Vui. Đó, thấy chưa? Đó, hai cái mặt nó cân lại rồi đó, thấy không ạ? Khi mà mình rửa mặt bằng cái máy này mỗi ngày mà mình rửa giống như vậy đó, thì anh chị sẽ thấy gương mặt của mình nó xanh lên mà anh chị không thể nào tưởng tượng được ha. Rồi, khi xong rồi đó, em sẽ đi rửa mặt, em sẽ quay cái camera qua để cho mấy chị có thể thấy một chút ha. Ok. Khi mà em rửa mặt đó thì em sẽ dùng cái nước nè, em massage, em vừa massage vừa rửa, massage sơ sơ và mình vừa massage mình vừa rửa ha. Còn những cái góc khác nào của mắt mà mình không đi được á thì lúc này mình sẽ rửa luôn. Bấm giữ vô cái nút á, rồi mình mới lau cái máy cho nó khô và mình bỏ lên cái kệ lại ha. Khi mà rửa như vậy đó, nó sẽ làm cho da mặt của anh chị rất là mướt, rất là mịn. Và đồng thời nếu anh chị rửa đúng á,
nó sẽ giúp cho cái mạch của men chị nó lift lên. Ok. Rồi đó là 2 phút để mấy chị rửa mặt. Sau đó thì mấy chị cứ bôi kem dưỡng da hoặc là cái gì đó thì mấy chị bôi lên rồi mấy chị đi ngủ thôi ha. Ok, nếu mà mấy chị muốn đẹp mà không có thời gian hoặc là làm biếng đó, thì rửa mặt là một trong những yếu tố rất là quan trọng để giúp cho da mình đêm lại nó sạch, nó hô hấp được. Và với cái máy rửa mặt này nó không những làm sạch da, nó làm thông thoáng, nó làm xanh khít lỗ chân lông, rồi nó làm cho da mình sáng lên. Khi da mình sạch thì là cái khả năng mình bị lão hóa nó sẽ chậm lại. Cho nên bởi vì vậy là với em á, thì phụ nữ ai cũng cần cái này hết. Cho nên mấy chị của mình chịu khó chăm chỉ làm đẹp, chăm chỉ rửa mặt, chăm chỉ rửa mặt mỗi sáng mỗi tối đó, thì da của mấy chị nó sẽ đẹp từ từ nhá. Rồi chúc cho mấy chị lúc nào cũng đẹp, yêu đời, trẻ trung và thành công hơn trong cuộc sống. Bôi kem dưỡng ẩm, bôi kem dưỡng da lên thì mình đi ngủ ha. Rồi em bye mấy chị nhá. Hello chị, ngày mai ghé em chơi chị Nancy. Em đã gọi chị mà chưa gọi được đó. Mai ghé em chơi nhá.